Ngày 1 tháng 5, Đức Thánh Giuse lao động. Rõ ràng, ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động dành cho giới công nhân được Cộng sản ủng hộ. Nhưng Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thành lập lễ Đức Thánh Giuse lao động vào năm 1955. Mối quan hệ giữa Đức Thánh Giuse và giới công nhân có một lịch sử dài. Với nỗ lực cố gắng giữ Chúa Giêsu không bị tách khỏi đời sống con người bình thường, từ đầu giáo hội đã nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là thợ mộc, được Đức Thánh Giuse đào tạo cả về nhiệm vụ lẫn sự vất vả của nghề nghiệp. Con người giống Thiên Chúa không chỉ về suy nghĩ và lòng yêu thương, mà còn về cách sáng tạo được thể hiện qua công sức lao động. Dù chúng ta đóng một cái bàn hay là một thánh đường, chúng ta vẫn được mời gọi xin lợi từ đôi tay và khối óc của mình, đặc biệt là xây dựng diệm thể Đức Kitô.